บาดบังทมมาทีวีสมกรุบบังโอนเอาเลยบรรดาสังคมมาอยู่ตุภัยสบุกไงทำไมสกสเลมกอลทำไมบาดไงเนี่ยบังทมทีวีบานมาดอลวัดกับปองตรอบวัดปองตรอบถัดเนอร์ภูมิบังจอบอาคุมตั้งเห็บสกเจ้าทันแค่สกจังไงเนี่ยบังทมมาบรรดาวิดีโอจูมาบนยังตุสนาโนวัดกับปองตรอบเราประเดี๋ยวคนนำพงแต่ละบักทำไมนำนี่ก็บานเรียบจำท่าอ้อยปันชับหนึ่งใบ จับดำมหัดปัดเราขนมขนมนี่ยังให้บังทมโยมโยมโยมทุสนาต่างออกเนี่ยโดยจะบังโอนเคยกระบะเนี่ยเราเคยเนี่ยวันสะอาดสะอาดให้มันบังทมเป็นมาใจเล็กเราบังโอนเยอะต่างออกคะแนนเทศนาไอ้เงี้ยนี่ก็มาจูบประสังพงแต่ลังกูกุมนูกระบะเราเดินทางก่อนเคยวันดอกไป Vâng, cũng thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh. Đây cũng thơm lại cập nhật tiếp tục gây ngô chùa Bừng Chóp thuộc xã Bừng Chóp A. Xin lỗi xuống ấp Bừng Chóp A xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng hay cái nhà hiện tại thì đang lên và dàn cũng được phần đầu rất là đẹp luôn ha. Thì cũng thơm mời tất cả các bạn mình cùng theo dõi ha. Nhưng mình ai đang xem kênh của Dũng Thơm TV thì đừng quên nhớ đăng ký ủng hộ để bấm like rồi tiếp tục theo dõi hoa văn hoa đẹp luôn nha. Đây là hoa văn phần đầu đó nha. Rất là đẹp tươi luôn. Hôm nay mình phải đăng tuổi đoàn thầm mây lần nguyên nhé bọn. À. Có hủy đồn tá bằng hát à. Của đồn ta là mỗi mấy chập ở đâm bán này. À, 19 tay. Nó có 19 tay nữa. Tay nào mà tận đọc ngay đấy. Ừ. Rồi đôi chút bạch co này, hình hơi đó này. Con nó đi kho hơi, bị nằm hơi tích này. Kho lại ngập qua tua luôn đấy. Hôm nay thì hoa văn nó khác hơn năm rồi một chút thôi nha. Cũng màu gì nhưng mà tông nó khác vậy. Cuốn bạn mà ngay ấy cô. Cô cú có ai cho bạn ngay ấy cô. Nè, nè đại anh cô cú đó. Nè, cũng dễ 4-5 ngày á nha thì cũng được nhóc rồi mà đông hiên đi hơi nó cũng đông mau nữa mày nó thêm mấy tía hơi à như vậy là xong rồi hết cả nhà còn bên đây là xong rồi nó có điểm màu dấu đen cắt bông rồi rồi bên đây thì chưa ha bên đây thì chưa có cắt màu đen để làm cho nó nổi. Hoa văn ở bên chùa Bừng Chóp này là sư tự vẽ luôn ha cả nhà. Nhưng mà thằng qua trong phòng trọ cái sang rồi khu bên nội mềm chùa là khu đòi Tây An. Đây là phần trong ghe hết cả nhà, cũng có chỉnh sửa một chút cũng như thay mấy cái thông này nè, bắt đầu lon lại hết. Nên là phla khla lại nghe về công na có hòm nó phla 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 nằm bây giờ hừng muối. Rồi xa thật nằm hơi về tuần với cái tuần với nằm đấy các bạn chưa cho là muối nằm đấy các bạn đòn túi bây giờ mới sạch. Hôm nay có ba cái cầu này cũng rất là đẹp các nhà. Tại là mấy anh mấy chú dọn chuẩn bị bữa 19 tây này là tập giờ ha. Cũng thơm để review một chút để cho cái nhà mình cùng theo dõi. Nên các bạn bọn ôn các bạn hàng có thèm tu cũng là một hiệp trăm ngày đọc tầm buồn rằng chạp đầm
Phần nặng đó, phần nặng chập đó mà hát đây. Em còn không có bằng to video nên tích luôn bằng ổn điện tu sân à thêm. Không cần là quay lên tích chú nồng ổn điện tu sân à. Bộ dòng mới đẹp thôi nha, và may chua chua xà lẩu quá chua lại nghe chạm bóng giảm xà lẩu tới đấy nâng chạm chạm bóng giảm mình tranh lại nghe đầm chờ nuốt đấy ố say dạ tranh chờ nuốt nâng tham may đấy rồi may ngon tập thơ nằm nâng nghe quá đẹp luôn hiệp trong là bị hát bây giờ hiệp trong cái bình hát nữa ngày ngày nã quỳ tuần ta và hiệp trong mình hơi này quỳ tuần ta hay là hát trận quát á lâu từ ban này po hay sừng cái ban mình kia hiệp là ông phụ nữ mò chôn là tầm bây riêng trăm lạc hạ tục là ngay giờ lại chọc cho hiện tại anh em chuẩn bị vào lật cái giờ lại các nhà chuẩn bị chết chay luôn là ông phụ nữ mò chạp đầm lại ngay cả lạc tục giờ lại thì còn thấm còn vật chuẩn ông phụ nữ tục sản em tích thì đã sống là ông phụ nữ là ngay cầm nụ thì sư cũng lên quay văn năm nay thì sư tự vẽ luôn hết cả nhà năm rồi thì quay văn cái này nè năm nay thì đổi lại form mới cho nó đẹp hơn chút chùa Bần Chóp hết cả nhà có địa chỉ tại ấp Bần Chóp A xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng thì cũng thơm quay một chút hiện tại là di chuyển cái con câu ra trước hết cả nhà rồi vô đoàn tụ chính mình xin mình là cái là tu mấy chọc cho chúng em phòng thông áp video tổng nội sinh cái sinh viên cô đã phòng ôn những học nhất tiết nào lực kiện phòng thông TV này sắp phải xem còn học nhất bạn đã được sau video và bên bé cái hay bằng bóng hay thằng em cũng muốn tập rồi mà em phòng thông và sắp áp tổng nội sinh sớm học quân phòng ôn những tiết nào lực kiện phòng thông TV ngày mai sắp về còn đây thì thôi cũng thơm mà không xin tạm dừng nha do video nó cũng quá dài thì thơm sẽ gặp được tiếp tục ở phần sau xin cảm ơn.